Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật tử ngồi xuống an tọa. A Di Đà Phật. Lời nói đầu tiên, chúng con xin kính cầu nguyện cho thân tâm của Hòa Thượng Viện Chủ Tịnh Xá Ngọc Thạnh dồi dào sức khỏe để tiếp tục con đường dẫn dắt nam nữ Phật tử trong Tịnh Xá đi đến con đường giác ngộ và đến bến bờ của Đức Phật. Hôm nay chúng tôi đến đây là lần đầu tiên mà cũng là lần đầu năm, phải không quý Phật tử? Hai cái đầu luôn đó. Đầu tiên mà cũng là đầu năm, là đầu khai giảng của khóa tu Bát Quan Trai Giới của Thiện Nam Tín Nữ tại Đạo Tràng, Tịnh Xá Ngọc Thạnh. Và hồi sáng Hòa Thượng đã truyền Bát Quan Trai Giới cho quý Phật tử rồi, phải không? Đáng lẽ ra là truyền một lần thôi là mình phải giữ mãi. Còn đằng này mỗi lần tu là mỗi lần truyền. Quý Phật tử biết tại sao không? Là tại vì tu xong rồi mất, tu xong rồi mất. Cho nên buộc lòng Hòa Thượng phải truyền hoài luôn. Bát Quan Trai Giới có nghĩa là 8 cái đài quan sát để theo dõi thân tâm của mình. Hồi sáng Hòa Thượng trao cho mình 8 cái đài quan sát, phải không? Hứa với lòng đi, năm nay là phải giữ hoài, đừng có để cho nó mất nữa. Mình phải có 8 cái đài quan sát để mình coi coi cái tâm của mình nó trật chỗ nào, cái thân của mình nó trật chỗ nào. Bát Quan Trai Giới không phải vào trong đây để rồi cái Hòa Thượng truyền cái mình mô Phật, Hòa Thượng truyền cái mình mô Phật, rồi cuối cùng rồi chiều mình đi về không còn một miếng quan trai giới nào cả. Cái quan sát đầu tiên là không sát sinh. Quý Phật tử có ngồi ở trên cái đài đó mà quan sát cái tâm của mình không? Có không? Quan sát trong cái phạm vi Tịnh Xá Ngọc Thạnh thôi, còn về nhà không cần quan sát nữa, phải không? Mình ngồi trên cái đài quan sát coi coi thân và tâm của mình có trộm cắp hay không. Mà quý Phật tử, mình ngồi ở trong cái đài quan sát mà mình không thấy cái tâm của mình ăn trộm, cái thân của mình ăn cắp. Như vậy là mình không có thọ Bát Quan Trai Giới được. Mình không có ngồi trên 8 cái đài quan sát đó. Nó giống như thân tâm của mình nó có 8 nơi, 8 cái vọng gác. Mỗi người con Phật phải lên cái vọng gác đó để nhìn xuống, xem coi ở bên ngoài ăn trộm nó vào, nó ăn cắp công đức của mình, mình mới phát hiện được chứ, phải không? Ma nó cứ vượt rào, nó chung vào trong cái tâm, cái thân của mình, để rồi nó quậy phá, nó đốt hết công đức lành của mình. Thế mà mình cứ để cho nó tự tung tự tác. Quý Phật tử đi đến đạo tràng, mình nói là mình thọ Bát Quan Trai Giới, mình tu Bát Quan Trai Giới, nhưng mà hình như mình không biết Bát Quan Trai Giới là gì, mà tu như thế nào luôn nữa. Đi vào trong đây mặc áo tràng, mặc áo giới gì đó, trên cái áo giới, trên cái áo tràng thêu cái tên của mình cho đừng bị ai lấy lộn áo thôi. Thật sự ra mình không hiểu cái ý của Bát Quan Trai Giới, không hiểu cái ý của áo tràng, áo giới của mình. Mặc cái áo vô là Bát Quan Trai rồi đó quý Phật tử. Cái áo tràng lam của mình là Bát Quan Trai, áo giới của quý Phật tử là Bát Quan Trai.
Ở trên đây Hòa Thượng chỉ truyền cho mình Bát Quan Trai là cái văn từ số 1, số 2, số 3 cho tới số 8 thôi. Nhưng mà áo giới, áo trà của mình chính là cái linh hồn của Bát Quan Trai giới. Mặc vào mà không thấy nó có Bát Quan Trai giới thì không được. Nói đó là 8 cái vọng gác, 8 cái điểm để mà chúng ta theo dõi. Nhưng mà áo tràng, áo giới của mình chính là bảo hộ y, là chiếc áo bảo hộ cho mình đó quý Phật tử. Mặc nó vô mà còn sát sanh, mặc nó vô mà còn trộm cắp, mặc nó vô mà còn tà dâm, mặc nó vô mà còn nói dối, mặc nó vô mà còn uống rượu, mặc nó vô mà còn đeo vòng vàng, rồi nằm trên đường cao rộng lớn, hoặc là đi ca hát, hoặc ăn phi thời, thì không thể nào là cái hồn của Bát Quan Trai giới được. Hồi nãy Hòa Thượng nói rằng là giữ được không? Quý Phật tử có nói giữ được không? Mô Phật giữ được phải không? Vậy đó mà giữ không ai giữ được cả. Thầy nói thật luôn, từ khi mà Hòa Thượng truyền giới đầu tiên cho đến ngày hôm nay, quý Phật tử chưa từng giữ được Bát Quan Trai giới. Mình chỉ giữ được bằng cái miệng của mình, bằng cái gật đầu của mình, nhưng mà thật sự trong trái tim của mình chưa giữ được. Cho nên quý Phật tử biết tại sao mình tu rất nhiều đó mà kết quả của mình lại chẳng được bao nhiêu. Lý do là ở chỗ đó. Cho nên cái đề tài hôm nay nhân dịp đầu xuân Ất Mùi, thầy gửi đến đạo tràng toàn thể nam nữ Phật tử tại tịnh xá Ngọc Thạnh, được mang tên là tu một chữ thôi. Tuy rằng là nó một chữ nhưng mà quý Phật tử ơi, mãi mãi làm không được đâu. Bây giờ quý Phật tử định nghĩa tu là gì? Nhiều người định nghĩa nhiều cách khác nhau, phải không? Tu là gì? Là thọ tam quy. Tu là gì? Là giữ gìn năm giới. Tu là gì? Làm lành lánh dữ. Tu là gì? Cải ác tùng thiện. Tu là gì? Cải tà quy chánh. Tu là gì? Là sửa. Có sửa được không? Cái chuyện quan trọng nhất tu là sửa mà mình chưa bao giờ sửa. Thầy nói thật cho quý Phật tử nghe, cái mà sửa đầu tiên của mình nè. Bây giờ tất cả chúng ta, ngay cái buổi đầu tiên mình đến đạo tràng, bất cứ cái ngày tu Bát Quan Trai nào, quý Phật tử lúc đầu tiên mình ngồi giống như bông sen, ngồi thẳng như nè. Nhưng mà một ngồi, mình ngồi khoảng chừng 45 phút hay một tiếng đồng hồ, quý Phật tử vẫn còn giữ được tư thế hoa sen hay không? Cái thói quen của mình là mình ngồi một chút xíu là cái bông sen của mình nó thụng xuống vậy nè, phải không? Ngồi một hồi là thụng xuống liền, tức là từ bông sen cái nó thụng xuống thành cái bông súng, phải không? Nó thụng xuống thành cái bông súng, cái một hồi cái nó thành cái bông bụp, cuối cùng là ngủ. Con mắt của mình nó bụp rồi nó ngủ luôn. Mà mình cứ nói mình vô trong đây mình tu, nhưng mà quý Phật tử thấy rằng là cái thời gian của mình nó rất là ngắn ngủi. Mình dành thời gian cho ma rất là nhiều trong cuộc đời, rất là nhiều. Hơn 2/3 cuộc đời của mình phung phí và mình cúng dường cho ma. Ma nó sai sao làm vậy? Ma nó biểu cái gì làm theo nó cái đó. Ma nó nói chửi người ta đi, ma nó nói lấy đồ của người ta đi, ma nó nói rằng là ghét bà đó đi, nói xấu bà đó đi. Mình nghe lời ma mình làm hết quý Phật tử, phải không? Mặc dù bây giờ mình là Phật tử rồi, mình là đệ tử của tịnh xá rồi, nhưng mà quý Phật tử có nghe lời Hòa Thượng ở đây không? Nghe lời Hòa Thượng thì ít, mà nghe lời ma thì nhiều. Nội cái sáng hôm nay thôi, quý Phật tử nào mà không đến đây để mà tu Bát Quan Trai giới là mình không có nghe lời Hòa Thượng mà mình nghe lời ma. Nằm ở nhà xong rồi cái bắt đầu nó hơi chóng mặt, nó hơi mệt mệt, nó nhảy mũi chút xíu, cái bắt đầu cái là ma nó nói trong lỗ tai liền: bà già rồi bà đi tu chi, đâu phải một ngày một buổi đâu, bữa nay tu không được lần sau tu, mắc mớ gì đi hoài vậy, bữa nay bà bệnh mà. Nghe ma nó xuôi cái nằm ở nhà ngủ luôn, không đi. Quý Phật tử đâu có bao giờ nghe Phật khuyên mình đâu, mà mình chỉ nghe lời ma thôi. Vậy thì mình đến đây, quý Phật tử ơi, mình bước chân vào trong cổng tịnh xá Ngọc Thạnh này, quý Phật tử có đem theo bóng dáng của Phật không? Hay là quý Phật tử chỉ nắm tay ma đi vào trong đây? Người nào mà ngồi trong đây, mà nắm tay ma ngồi trong đây, thì Bát Quan Trai giới của mình là ma sự. Mình niệm Phật là ma niệm,
Quý Phật tử ơi, mình mặc áo giới là áo của ma luôn. Cho nên mình ngồi mình tu lúc nào cũng vậy. Chữ tu là gì? Là phải có Phật. Chứ không phải tu là vô trong đây ngồi xếp hàng ngay ngắn. Quý Phật tử hiểu không? Tu không phải như thế. Tu không phải là đi từ thiện. Tu không phải là đi cúng dường. Tu không phải là đi phóng sanh. Tu cũng không phải là niệm Phật, đọc kinh. Tu không phải là ăn chay trường. Không phải cái đó là tu. Cái đó chỉ là phương tiện cho chúng ta tu. Giống như chiếc xe không phải là tu. Quý Phật tử thấy không? Chiếc xe không phải là thành phố Hồ Chí Minh. Quý Phật tử hiểu không? Chiếc xe chỉ là phương tiện cho chúng ta đến thành phố Hồ Chí Minh. Mà chiếc xe nó nằm ở đó, nó không thể nào chạy được, bởi vì chiếc xe phải có xăng, có nhiên liệu. Cho nên mình niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, hay là mình giữ gìn bát quan trai giới, hay là mình ngồi mình đọc kinh, hay là quý Phật tử là ăn chay trường. Ăn chay trường phải tu. Ăn chay trường phải có chữ tu trong đó thì ăn chay trường mới có Phật. Giống như chiếc xe phải có xăng thì chiếc xe mới đến bến bờ của Phật. Quý Phật tử hiểu không? Chiếc xe chạy mà không có xăng, chiếc xe nằm yên một chỗ. Mình tu bát quan trai mà mình không có cái chất tu của mình thì bát quan trai đó cứ nằm yên một chỗ, không bao giờ về với Phật được. Cho nên chữ tu nó quan trọng lắm quý Phật tử à. Chữ tu nó là nhiên liệu. Hồi sáng này Hòa Thượng trao cho quý Phật tử một phương tiện, một chiếc xe. Một chiếc xe đó mang tên là bát quan trai giới. Cũng giống như bây giờ thầy ví dụ như cuộc đời, chiếc xe đó là Mai Linh, là Thành Bưởi, là Phương Trang. Cái tên của nó như vậy thôi. Thì chiếc xe hôm nay Hòa Thượng cho quý Phật tử, chiếc xe đó tên là bát quan trai giới, thì nhiệm vụ của quý Phật tử sáng hôm nay đổ xăng vào trong đó. Hiểu không? Sáng hôm nay chúng ta đổ xăng, có nghĩa là chúng ta tu đó. Mà tu là gì? Quý Phật tử định nghĩa tu là sửa. Sửa là gì? Thay đổi thói quen của mình. Quý Phật tử hiểu không? Tu là thay đổi thói quen của mình, chứ không phải đem một cục từ xưa đến bây giờ còn y nguyên, đem một cục từ bên ngoài đời đi vào trong tịnh xá. Không phải. Phải thay đổi thói quen của mình thì như vậy mới tu được. Chứ còn mà mình tu mình không thay đổi thói quen như vậy thì mãi mãi mình ngồi đó thì màu đen vẫn là màu đen. Rồi làm sao đây? Mình phải làm sao? Từ ở ngoài đời chúng ta đã làm con cơ thể của mình bị đen rồi, thì quý Phật tử bước chân vào trong đây tu bát quan trai giới, mình làm cho mình trắng từ từ lại mới gọi là tu. Đạo tràng của chùa, của tịnh xá Ngọc Thạnh trắng được bao nhiêu rồi? Có trắng chưa? Có không quý Phật tử? Dạ không, không biết luôn. Con không biết, con không để ý, con cũng không thấy luôn nữa. Tại vì từ xưa tới bây giờ tất cả chúng ta chưa bao giờ định nghĩa đúng cái chữ tu của mình là thay đổi thói quen. Thầy nói cho quý Phật tử nghe thói quen của mình nè. Bây giờ quý Phật tử bước chân vào trong tịnh xá, bước chân vào trong thế giới của Phật, thế giới của thanh tịnh, thì quý Phật tử đeo cái mặt nạ hiền vô thôi. Hiểu không? Đi tới cổng tịnh xá là bắt đầu lấy cái mặt nạ đeo vô liền, để cho người ta thấy cái mặt của mình hiền. Nhưng mà đi ra khỏi tịnh xá rồi lột mặt nạ ra, quý Phật tử ơi, quý Phật tử thấy ghê lắm đó. Có nhiều đứa cháu ngoại nó nói thưa thầy, hoặc là nó vô nó gặp Hòa Thượng ở đây, nó nói mô Phật, bạch sư ông, bà ngoại con từ ngày vô trong tịnh xá Ngọc Thạnh bà tu tới giờ bà hung dữ luôn. Hồi đó bà hiền lắm, bà vô bà tu riết, bây giờ bà hung dữ lắm. Quý Phật tử ơi, coi chừng chúng ta tu mà chúng ta nhiễm chất độc của ma mà mình không hay. Bởi vì mình vô trong đây mình tu mà mình ngồi chung với ma, chứ chưa bao giờ quý Phật tử ngồi chung với Phật. Mình vào trong đây mình tu mà mình còn liếc bà này, mình còn thấy bà kia là ngồi chung với ma rồi. Mình vào trong đây mình tu mà mình chê, bữa nay sao nhà bếp nấu cơm ăn sao mà khê khét quá, ai nấu ăn mà mặn quá, là mình ăn cơm chung với ma. Đức Phật dạy mình mà tất cả chúng ta đi tu có nghĩa là chúng ta ăn để sống, chứ không phải chúng ta sống để mà phân biệt từng món ăn. Vô mà chê cái này chê cái kia là rồi 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 quý Phật tử ơi. Mình vô trong đây mình tu có nghĩa là mình phải xa rời đi cái dấu trừ, xa rời đi cái dấu chia. Đạo tràng của mình đi, đến đạo tràng này mình tu đi bằng dấu trừ hay dấu chia? Dấu trừ hay dấu chia? Dấu chia có nghĩa là gì? Nhóm này
tôi không chơi, nhóm của mình ngồi chung đi. Cái nhóm đó nó không hợp, hiểu không? Vậy là thất bại rồi. Cái nhóm đó nó giàu, nó chảnh quá, đừng có chơi chung với nó, hiểu không? Rồi nhóm của mình ngồi đây nè, nhóm của mình chơi chung thôi. Quý Phật tử ơi, mình đã bị dấu chia, nó làm cho mình chia cắt thân thể của Phật. Tu là gì? Là quý Phật tử phải tự hiểu rằng mỗi một thành viên ngồi trong tịnh xá này, mỗi một người là một tế bào của Phật. Áo lam hay áo giới, mỗi một người là một tế bào của Phật. Mà tế bào này chửi tế bào kia là làm cho thân thể của Phật chảy máu. Như vậy mất cái tu rồi, phải không? Ở đây hỏi thật, đạo tràng tịnh xá quý Phật tử nè, có bao giờ chửi mắng nhau không? Có không? Mô Phật, tụi con không chửi bằng miệng mà con chửi bằng con mắt không? Mình vô trong tịnh xá này, có hòa thượng chứng minh ở đây, quý Phật tử đâu có dám chửi với nhau bằng sự mấp máy của bờ môi đâu, phải không? Chửi bằng con mắt. Ghét cái bà đó, bả đi ngang là nhìn xuống liền, không thèm nhìn bả. Đó là đang chửi bả bằng con mắt. Mình liếc ngang, mình liếc dọc là quý Phật tử đã chửi bà ấy bằng con mắt, nói xấu bà ấy bằng con mắt rồi đó. Chúng ta đã đến với nhau bằng dấu trừ. Chia cái nhóm này, chia cái nhóm kia, hoặc là thấy bà đi ngang, nhìn xuống, người ta hỏi thăm tên của bà đó, là nói không, tôi không quan tâm tới bà đó. Là quý Phật tử đã đến đạo tràng bằng dấu trừ rồi. Thấy không? Dấu trừ và dấu chia là làm cho thân thể của Phật chảy máu. Tu mà làm cho Phật chảy máu hoài, đó là ngũ nghịch tội đó quý Phật tử à. Tu không phải vào trong đây rồi cái ngồi cho tới sáng rồi tới chiều rồi kể lễ với Phật, kể lễ với mọi người rằng là đó là tháng nào tôi cũng tu Bát Quan Trai hết. Đâu có cần, Phật đâu có cần mình kể lễ, phải không? Mà Phật chỉ cần mình đến đây một phút, mình sạch được một phút, một giờ mình sạch được một giờ. Tu Bát Quan Trai một lần là tâm và thân của mình được sạch sẽ một lần. Chứ bây giờ đi đến đây biết bao nhiêu lần rồi mà quý Phật tử cứ dày hoài rồi làm sao? Phật ổng buồn dữ lắm luôn. Quý Phật tử có nhìn thấy tôn dung của Phật A Di Đà không? Thấy không quý Phật tử? Xè tay xuống hoài mà có đứa nào lên vịnh tay Phật không? Có không? Cha của mình đứng xè tay nè. Tất cả chúng ta đang lên đên, đang lặn hụp trong biển khổ của cuộc đời. Phật A Di Đà xè tay xuống đang kéo mình lên. Không có đứa con nào nó bường tới chỗ Phật để mà nó chạm vào tay Phật hết, phải không? Đâu có ai bò tới, lội tới cái chỗ của Phật để mà mình chạm vô tay Phật đâu. Phật A Di Đà nói tại sao tụi con không vịnh vào tay của Phật, tay của Như Lai để Như Lai kéo lên. Quý Phật tử ơi, mình trả lời với Phật, Mô Phật bạch Đức Thế Tôn, hai tay của con đang vịnh vô tay ma rồi. Hai bàn tay của con đã vịnh vào tay của ma rồi. Ghê lắm quý Phật tử ơi, ma nó trói mình rồi, ma nó cột đôi tay của mình lại rồi. Cho nên nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mới nói một câu trong những ca từ trong nhạc phẩm của người: đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng. Phải không? Đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng, có nghĩa là đôi tay của mình không chạm vào tay Phật mà nắm lấy tay ma. Cho nên mãi mãi bây giờ quý Phật tử thấy không, chữ tu của mình không bao giờ định nghĩa được một cách hoàn hảo. Chữ tu không bao giờ bảo cho chúng ta định nghĩa bằng ngôn ngữ của thế gian đâu. Mình định nghĩa bằng ngôn ngữ của thế gian, chữ tu của mình là cái xác chết của cuộc đời. Bây giờ tất cả chúng ta phải cảm nhận chữ tu và định nghĩa chữ tu bằng cái hồn của nó. Đạo tràng tịnh xá Ngọc Thành có định nghĩa chữ tu bằng cái hồn của mình được không? Được không quý Phật tử? Chắc khó dữ lắm luôn. Là tại vì cái xác nó sống với mình lâu quá rồi, quen rồi. Định nghĩa chữ tu là mình cứ nói rằng là tu là sửa, ai cũng nói vậy hết đó. Tu là gì? Là tu tâm. Bà ăn chay chi? Không biết tôi ăn chay trong tâm của tôi mà không biết tâm nằm ở đâu. Ăn chay trong tâm là ăn chay cái gì không hiểu luôn. Tôi tu tâm. Tu tâm là cái gì? Có tâm ở đâu mà tu? Thấy đến được chưa? Quý Phật tử hiểu sai. Mà đó chính là những lời ngụy biện cho những người không chịu tu. Ngụy biện. Thấy người ta ăn chay, trời ơi bà đó ăn chay chi? Tôi ăn chay lòng. Chay lòng là cái gì quý Phật tử? Là mổ lòng người ta ăn đó phải không? Ăn chay mà ăn chay lòng là ăn cái bộ đầu lòng của chúng sinh đó. Ăn chay đâu có vậy đâu.
Cho nên người ăn chay không được thấy người ta ăn chay thì hãy ngủ giả tùy hỷ công đức. Người ta ăn chay một ngày, mình vui một ngày. Ăn chay một tháng, mình vui một tháng. Người ta ăn chay trường được, mình mừng. Còn mình ăn không được, mình phải chấp nhận mình ăn không được. Chứ đừng có nói tôi ăn chay lòng, tôi ăn chay tâm. Đừng có nói như vậy. Tu không có định nghĩa cái kiểu đó nghe quý Phật tử. Tu là cái hồn của nó. Thí dụ như bây giờ quý Phật tử hỏi quý Phật tử tu là gì, quý Phật tử cứ hãy im lặng mà tự nói với lòng mình. Tu là tự con sửa đổi. Tự con phải sửa đổi lấy con. Và tự quý Phật tử biết mình đang bệnh gì và mình đi tìm cái liều thuốc cho mình uống chứ, phải không? Tu là tự ta biết thôi. Trí giả tự xử, ngu giả quan phân. Người trí tự mình biết mình bệnh, tự mình đi tìm thuốc mình uống. Bây giờ tất cả chúng ta sống ở trong đạo tràng này, quý Phật tử thấy mình bệnh gì là mình biết rồi. Thí dụ như bây giờ quý Phật tử bị bệnh tham. Ở đây quý Phật tử trong đạo tràng này ai tham đâu, giơ tay lên coi. Ai tham? Mô Phật, thầy ơi, đừng có kêu tụi con giơ tay lên. Tất cả chúng con đều tham hết. Phải không? Tất cả, không phải ở riêng người ở ngoài đời, mà bây giờ mình đã quy y rồi, mình vào trong đây rồi, quý Phật tử vẫn tham như thường luôn. Cái tham thô thiển và cái tham vi tế ở bên trong. Bây giờ ví dụ như hòa thượng ở đây nè, bữa nào mà hòa thượng đi thành phố hay hòa thượng đi đâu xa về đi, rồi cái hòa thượng đem để trên cái chỗ giảng đường mình hai cái mâm mà toàn là sâu chuỗi không? Hòa thượng nói cái mâm ở phía tay phải của sư đó nha, tụi con là sâu chuỗi Việt Nam, còn cái mâm bên tay phải của sư là chuỗi Đài Loan đó, thì quý Phật tử lên bu vào cái mâm nào? Bu vô cái mâm chuỗi Việt Nam hay bu vô cái mâm chuỗi Đài Loan? Đó, nó tham không quý Phật tử? Đó là lòng tham của một người, phải không? Rồi hoặc là sư hoặc là hòa thượng tặng cho quý Phật tử mỗi một người một sâu chuỗi của Đài Loan. Mình xin xong rồi cái mình nói mô Phật sư ơi, sư cho con thêm sâu nữa đi, phải không? Cho một sâu mình chưa vừa bụng mà sư ơi, hòa thượng ơi, cho con sâu nữa đi. Đó là lòng tham vi tế. Mà đạo tràng của mình ngồi trong đây, mình nói mình tu là mình sửa, mà quý Phật tử ơi, mình không bao giờ sửa, mà mình nuông chiều thôi theo cái thói quen của mình không. Như vậy mình tu không hoài không được đâu quý Phật tử. Tu mãi mãi. Tu là mình giống như mình ngồi mình học ở trong cái trường của Phật. Mà quý Phật tử ơi, học hoài không lên lớp. Tịnh Xá Ngọc Thạnh tu mà ở lại lớp hoài luôn. Hòa thượng ổng lên, ổng kiểm tra, hòa thượng lên, hòa thượng coi coi có đứa nào được lên lớp không. Bữa nay đầu năm mới, năm Ất Mùi rồi mà nhìn tới nhìn lui toàn bộ ở lại nữa rồi. Ở lại lớp, phải không? Tội nghiệp không? Tu hoài mà cứ ở lại lớp hoài. Ở lại lớp có nghĩa là không phải mình rời cái lớp này qua cái lớp kia mình học, mà mình lên lớp trong tâm của mình. Mình vượt lên tất cả những sự chướng ngại trong tâm của mình. Hồi mình mới vào trong đây mình tu đó là cái lòng tham của mình 10. Bây giờ mình tu tới bây giờ cái tham của mình nó sụt xuống, nó còn có 5 thôi là lên lớp rồi đó quý Phật tử. Đằng này lòng tham của con còn 10. Bây giờ đó nhìn ở bề ngoài không thấy đâu, tại vì con nhốt cái lòng tham của con vô chuồng hết rồi. Quý Phật tử có nhốt không? Đi vô trong tịnh xá này nhốt nó rồi phải không? Bỏ nó vô trong chuồng hết rồi. Thầy nói cho quý Phật tử nghe lòng tham của mình là gì? Lòng tham của mình là con cáo. Lòng sân của mình là gì? Con sư tử. Và lòng si của mình là gì? Con gấu đen. Tất cả chúng ta đều có ba cái con đó hết đó quý Phật tử ơi. Có ba con đó hết. Ở trong Tây Du Ký thì nói ba con đó nó khác nhau. Tây Du Ký nói cái lòng si của mình là con gấu đen, lòng sân của mình là con rắn, và lòng tham của mình là gì? Là hòa thượng kim, hòa thượng trưởng lão tại Quan Âm Cát đó. Hiểu không? Hòa thượng già đi tham cái lá y của Trần Quyền Trang. Đó là tham sân si đó. Còn chúng ta ngồi ở đây, quý Phật tử ơi, mình đi tu mà mình dẫn theo ba cái con đó đi theo. Dẫn con cáo, con sư tử với con gấu đi theo. Con cáo là lòng tham của mình. Có tham không? Hỏi thật quý Phật tử, nếu trả lời mô Phật bạch Đức Thế Tôn, chúng con vẫn còn tham. Mình thấy mình tham, mình biết mình tham thì lòng tham của mình mới có cơ hội đoạn trừ được. Còn mình cứ lắc đầu hoài, tức là mình giấu giếm cái lòng tham của mình, giống như rác mà mình quét mình không hốt, mình đem ra ngoài mà mình đút vô kẹt tủ hoài luôn.
nhìn ở bề ngoài thì thấy nó sạch đó, nhưng mà bao nhiêu mình đút vô kẹt tủ, nhét vô kẹt tủ hết, giấu. Rồi một ngày nào đó người ta dọn cái phòng mình ra, chàng ơi, chuột bọ này kia ở trong rác nó bò ra không. Quý Phật tử càng nhốt cái lòng tham, lòng sân, lòng si của mình nhốt ở trong tâm mà không thèm sám hối đó quý Phật tử, lâu ngày trong tâm của mình nó sanh ra con chuột. Con chuột nó nằm ở động không đáy, không thấy được đâu. Có không, quý Phật tử có thấy là trong Tây Du Ký có con chuột ở động không đáy, nó bắt Đường Tăng xuống động không đáy không? Đó, con chuột đó là do mình không biết sám hối, nó sinh ra ở trong tâm của mình, để rồi nó ăn cắp, nó bắt trộm Đường Tăng. Quý Phật tử ngồi trong đạo tràng này, mình đừng bao giờ mình nghĩ mình vô trong đây, mình ngồi, mình thọ bát quan trai, mình tu. Không phải đâu. Mỗi một Phật tử là một sứ giả, mỗi một Phật tử là một hành giả trên đoạn đường đi thỉnh chân kinh đó. Mỗi một lần mình đến đây thọ bát quan trai là mình đã đi được một đoạn đường thỉnh chân kinh. Mà người nào mà ngày hôm nay mình tu mà mình sân lên, tức là bị nhốt ở trong lửa, đi ngang quả diệm sơn. Người nào mà si quá thì bị con quỷ nó nhốt ở trong động, tối hù, nó bỏ lên trên mâm, trên nồi nó hấp. Còn người nào mà tham quá, quý Phật tử ơi, tức là chúng ta lạc vô trong cái chỗ gọi là gì quý Phật tử, động yêu nhện nhện. Còn người nào sống mà không có linh hồn, sống không biết yêu thương thì bị bạch cốt tinh nó nhốt. Bạch cốt tinh là gì? Một bộ xương trắng biết nhúc nhích, không có trái tim, không có linh hồn. Cho nên người nào mà mặc áo trắng như quý Phật tử nè, áo giới của mình là áo trắng, mà nếu có linh hồn, nếu có lòng yêu thương thì là bạch y đại sĩ. Còn nếu mặc áo giới mà không có linh hồn, không biết yêu thương ai hết là bạch cốt tinh. Vậy thì tất cả chúng ta ngồi trong đây, ai là bạch cốt tinh đâu, giơ tay lên. Ai là bạch cốt tinh, giơ tay lên. Tất cả chúng con đều là bạch cốt tinh cả. Tại vì chúng ta chưa biết yêu thương ai một cách trọn vẹn cả. Quý Phật tử hiểu không? Mình vẫn còn ghét người ta, mình còn là bạch cốt tinh. Bạch cốt tinh là gì? Một bộ xương trắng thôi. Ý ở đây nói là chúng ta tu mà chúng ta chẳng có một chút yêu thương, chẳng có một cái lòng mà bác ái gì cả. Thầy nói cho quý Phật tử nghe thí dụ thôi nha. Hòa thượng ở đây nói rằng là tụi con ơi, ngày mai này nè, mình đi xuống ở trong cái chỗ mà cái vùng xa, vùng sâu, vùng mà mấy người người ta bị mù đó. Mình đến đó để mà mình làm từ thiện. Thì tất cả mọi người, người công, người của, ai cũng đi theo lời khuyên của Hòa Thượng, tập trung đến để đi. Có một vài người, người nín thinh, không nói tiếng nào hết, mà nói thầm thầm trong bụng của mình thôi. Ôi, chuyện đó không phải chuyện của mình, là bạch cốt tinh rồi đó. Chuyện đó không phải chuyện của tôi, là bạch cốt tinh rồi. Hiểu không? Thấy người ta bị bệnh vậy đó, rồi cái quý Phật tử thờ ơ lạnh nhạt, ta rủ đi thăm, chàng ơi, ở không đâu mà đi thăm mấy bà đó, bạch cốt tinh rồi đó. Tất cả chúng ta có thể nói rằng là trước hay là sau, có cô Phật tử này thành bạch cốt tinh trước, có cô Phật tử kia thành bạch cốt tinh sau, mà tất cả chúng ta thay phiên nhau để trở thành bạch cốt tinh cả. Cho nên tu là gì? Đừng có biến mình thành bạch cốt tinh, mà biến mình thành bạch y đại sĩ. Quý Phật tử biết bạch y đại sĩ là ai không? Biết không? Biết bạch y đại sĩ là ai không? Bồ Tát Quan Thế Âm đó. Một là thành con quỷ có bộ xương, hai thành Bồ Tát Quan Âm. Quý Phật tử thích thành cái gì? Thành Quan Âm hay thành quỷ? Sao nín thinh vậy? Không lẽ mình tu mình không muốn thành Bồ Tát Quan Âm sao quý Phật tử? Cố gắng đi, đoạn đường ta đang đi là ở ngã ba đường đó quý Phật tử, ở Tịnh Xá Ngọc Thạnh à. Bây giờ thọ bát quan trai ngay ngày 16 tháng giêng này, quý Phật tử đang đứng ở ngã ba đường, và tùy theo mình chọn, một đi hướng này bạch cốt tinh, quẹo qua hướng này bạch y đại sĩ. Tùy chúng ta nghe, chứ không ai lôi kéo mình được đâu. Ăn thua cái tâm của mình à, hiền một chút là bạch y đại sĩ, mà ác một chút là bạch cốt tinh. Phải không? Quý Phật tử thấy hễ mà tâm của mình là bạch cốt tinh rồi đó, thì quý Phật tử thấy hai ông bà già với cô con gái đi cày không? Ở trong bộ phim Tây Du Ký, đây là tất cả những cái mà trong tâm của một người tu lưu xuất ra ngoài. Hai ông bà già mà cằn cỗi lụm cụm với cô con gái đi cày trên cái thửa đất mà kêu bằng là cát đá khô cằn,
Và trong cái bình nước chỉ còn sót lại một vài giọt. Quý Phật tử thấy cái cảnh đó không? Cho nên cha mẹ, hai ông bà già, người ta nói rằng cha mẹ là niềm tin, cô con gái đó là công đức. Niềm tin là cha mẹ sanh ra công đức. Mà cha mẹ nó cằn cỗi, nó già nua, niềm tin của mình mà yếu đuối, niềm tin của mình mà lụm cụm rồi đó, thì quý Phật tử ơi, trái tim của mình là bạch cốt tinh. Thấy không? Không có nước tức là thiếu cái lòng yêu thương. Giọt nước cam lồ của Bồ Tát Quan Âm nó không còn nữa, cho nên lòng yêu thương của mình khô cằn. Quý Phật tử ơi, tất cả những dòng nước yêu thương, suối nguồn yêu thương ở trong trái tim của mình đó, nó cạn dần hết rồi. Hiểu không? Nó mất dần hết rồi. Bây giờ nó còn trơ lại sỏi đá của hận thù không? Quý Phật tử thấy không? Rồi bạch cốt tinh nó xuất hiện, nó bắt hết trơn cả gia đình, nó hút máu hết. Cho nên cái người nào mà không có lòng tin, hoặc là lòng tin nó yếu kém, thì công đức của mình nó cũng yếu kém. Và bị bạch cốt tinh, tức là những tâm hồn chai sạn của mình, những tâm hồn ác của mình, những tâm hồn chưa bao giờ thánh thiện đó, nó hút máu hết. Cho nên quý Phật tử đi vào trong đây làm bao nhiêu công đức mà mình là bạch cốt tinh, thì quý Phật tử ơi, mình mất máu nhiều lắm. Tu hoài mà cuối cùng không thành Phật, tu hoài mà cuối cùng rồi bị ma nó nhốt ở trong địa ngục A Tỳ. Muốn không? Muốn thoát khỏi địa ngục không? Muốn không quý Phật tử? Tất cả chúng ta ai cũng muốn thoát khỏi địa ngục A Tỳ. Thì hãy biết địa ngục là gì? Địa là dày chắc. Địa là đất, địa là dày chắc. Ngục là gì? Để trong bụng. Ngục là gì? Là cố chấp. Ngục là gì? Là không buông bỏ được. Nó giam giữ mình hoài. Mình giận người ta một ngày là mình nằm trong địa ngục một ngày rồi quý Phật tử à. Ngục là để trong bụng, ngục là bị giam cầm. Mình bị lòng sân của người ta giam cầm. Tại sao mình là người con Phật mà mình cứ bị lòng sân của chúng sinh nó nhốt mình hoài vậy quý Phật tử? Bà đó bà nói, trời ơi cái chị này mà chỉ tu cái gì? Chỉ vô trong tịnh xá rồi, chỉ kiếm ăn thôi chứ chỉ tu cái gì? Vậy đó mà mình bị cái câu nói đó nó giam giữ mình mãi mãi luôn quý Phật tử. Hiểu không? Người nào mà sau này đó, thầy nói khuyên quý Phật tử đó, bị người ta nói này nói kia, trời ơi cái ông đó mà ông tu hành cái gì, ông ác dữ lắm, ở nhà ông chửi vợ chửi con, ông nhậu nhẹt bê tha dữ lắm, mà bày đặt vô trong tịnh xá tu. Thì quý Phật tử ơi, hãy đứng yên lặng lại và nói thầm với lòng mình, lại mẹ Quan Thế Âm, hôm nay bà đó đã dung phân cho cây bồ đề của con. Hiểu không? Người ta chửi mình là dung phân cho mình thôi chứ có gì đâu. Người ta đã dùng rác rưởi của cuộc đời, rác rưởi của ngôn ngữ để người ta hành hạ mình rồi. Thế rồi mình già mình tu mà mình tự hành hạ mình thêm. Phải không quý Phật tử? Mình hành hạ có nghĩa là mình thấy bà đó chửi mình đau khổ bởi lời nói của bà đó. Rồi mình về mình hành hạ mình không cho mình ăn, mình không cho mình ngủ. Cháu ngoại nó nói, sao bữa nay bà ngoại buồn quá vậy? Ăn cơm đi ngoại, tao giận nó tao no rồi. Mình hành hạ mình không cho mình ăn luôn. Thấy không quý Phật tử? Rồi mình không cho mình ngủ luôn, giận nó, tao mất ngủ nguyên đêm luôn. Cho nên chính cái đó gọi làm sao tu được đây quý Phật tử. Thọ bát quan trai mà không có tu, thấy không? Có chiếc xe rồi mà không có xăng chạy, bởi vậy nằm y một chỗ hoài. Thầy nói tiếc lắm đó, không phải riêng gì đạo tràng Tịnh Xá Ngọc Thạnh đâu, biết bao nhiêu đạo tràng, biết bao nhiêu chỗ tu. Quý Hòa Thượng, quý Chư Ni tặng cho chiếc xe đi về Phật, mà quý Phật tử ơi, lấy miếng vải trùm chiếc xe hoài luôn, không có chạy đi đâu được hết. Hỏi sao con không chạy mà con lấy khăn, lấy mền con trùm hoài vậy? Dạ không có xăng. Vô trong đây kiếm xăng dễ dữ lắm luôn. Tịnh Xá Ngọc Thạnh, chùa Bửu Liên, chùa Hoằng Pháp là trạm xăng dầu đó quý Phật tử. Ghé vô mà không ai chịu đổ hết. Đây Hòa Thượng ở đây nè, vô trong cái Tịnh Xá Ngọc Thạnh này, quý Phật tử bước chân vô đây, Hòa Thượng châm dầu châm xăng cho. Vậy đó mà Hòa Thượng châm không ai lấy nữa chứ. Phải không? Không có xăng mà lấy gì đi tới nơi, về tới chỗ đây quý Phật tử. Người nào mà châm xăng ít quá, đi nửa đường chưa tới Phật là vô xứ sở của ma. Đoạn đường từ đây về Phật phải đầy đủ xăng mới được. Người nào mà châm ít quá, lọt vô thế giới ma liền, tới nửa đường hết xăng rồi quý Phật tử. Giống như xe Honda mình chạy trên đoạn đường vắng vậy đó quý Phật tử ơi. Chưa tới nơi, chưa tới chỗ của Phật, tự nhiên nó hết xăng giữa đoạn đường vắng quý Phật tử ơi. Rồi quý Phật tử sẽ lạc vào thế giới ma liền. Ma nó lôi qua, ma nó kéo mình về liền. Người nào mà tu ở trong đạo tràng này, bác quan trai mà tu nửa chừng bỏ,
tức là vô thế giới ma rồi, chưa tới Phật đã lọt vào thế giới ma rồi. Sao chị hai không đi vô Tịnh Xá Ngọc Thạnh tu nữa? Tôi không tu tôi cũng tiếc lắm, mà có con mẹ tám đó không có tôi. Thấy không? Mình tu mà tự động rồi mình bán rẻ công đức của mình. Mình tu vì Phật, mình đến vì Hòa Thượng, đâu có mắc mớ gì bà tám đó đâu, phải không? Vậy mà nói còn mẹ tám đó không còn tôi. Tôi với con mẹ không đội trời chung mà, có bả là không có tôi. Quý Phật tử ơi, mình tu như vậy là kể như mình tự giết chết mình, tự mình phung phí lấy mình, tự mình bán rẻ rồi tự mình đầu hàng, rồi tự mình làm nô lệ cho thế giới ma. Cái đó đâu quan trọng đâu. Bây giờ trong đạo tràng mình mượn mấy bà tám kể đi, mình tu cho mình và cho Phật. Quý Phật tử vào trong đạo tràng đấy mình tu. Quý Phật tử ơi, mỗi lần một câu A Di Đà mình niệm ra, quý Phật tử nói mô Phật bạch Đức Thế Tôn, một câu Phật con niệm, con chia cái phước của con làm ba. Một phần ba công đức đầu tiên con xin cúng dường cho cha mẹ ông bà của con, người đã tạo ra thân xác con. Một phần ba thứ hai nữa con trang trải cho con trai, con gái, con dâu, con rể, cháu nội, cháu ngoại của con, người mà con đã tạo ra. Và một phần ba cuối cùng con gửi gắm cho thân sau của con. Quý Phật tử ơi, mình chết rồi mà mình không gửi gắm cho thân sau của mình đó, giống như mình chưa đặt vé gì đó quý Phật tử. Hiểu không? Rồi tới chừng chết lính quýnh chạy ra chiếc xe Phật mua vé, Phật nói hết vé rồi con, tiêu không? Tiêu tùng không? Mình chạy tới xe Phật rồi mà bây giờ hết vé rồi, tại mình mua trễ quá. Cho nên mình tu mình phải chia công đức của mình làm ba. Một là cúng dường cho cha mẹ ông bà, người đã sanh ra mình. Hai, trang trải cho con trai, con gái, cháu nội, cháu ngoại, dâu rể của mình, người mà mình sanh ra nó. Quý Phật tử hiểu chưa? Và một phần ba cuối cùng con xin đặt vé của Phật A-di-đà ở thân sau của con. Để cái ngày mà quý Phật tử ơi, mình trút hơi thở sau cùng, thân thể của mình đau đớn lắm quý Phật tử, biết bao nhiêu quan gia trái chủ nó đến nó lôi linh hồn của mình đi. Nhưng mà nhờ cái công đức mình đã đặt vé trước, quý Phật tử ơi, rồi xe trung chuyển sẽ đến rước mình về. Hiểu không? Không đặt vé trước, không gửi gắm một phần ba công đức cho thân sau của mình, thì quý Phật tử ơi, trên đoạn đường về cõi vô hình, quý Phật tử ơi, không ai dẫn, không ai rước, không ai đưa chúng ta hết. Hiểu không? Giống như bây giờ quý Phật tử chết, quý Phật tử bước qua cái thế giới vô hình mà mình chưa đặt vé xe trước, làm sao biết đường chiếc xe Phật nằm ở đâu mà đến, phải không? Còn mình đặt trước có nghĩa là mình đứng đó đi, xe trung chuyển nó đến nó rước mình vào xe Phật. Như vậy quý Phật tử thích không? Mình đặt vé trước là mình thích đó quý Phật tử à. Cho nên mình tu là như vậy, chứ không phải tu mà đến đây rồi ngồi từ sáng cho tới trưa nghe pháp, xong rồi cái lên trên quả đường ăn cơm, ăn cơm xong rồi cái bắt đầu bữa nay ngon bữa nay dở, rồi cái bắt đầu đi chỉ tịnh xong cái thức dậy xúc miệng rửa mặt, rồi cái hòa thượng kêu cho ăn cái gì nhẹ nhẹ, uống nước dừa, ăn chè gì thêm, rồi bắt đầu tiếp tục tu cái tới chiều đi về. Quý Phật tử ơi, mình phung phí thời gian của Phật. Nọ cái bát quan trai giới thôi quý Phật tử chưa tu được. Giới thứ nhất không sát sinh. Đạo tràng Tịnh Xá Ngọc Thạnh của chúng ta có sát sinh không? Có sát không? Từ sáng tới giờ có sát không? Người nào đi trễ, quý Phật tử ơi, mình đã phạm giới sát. Mình đi trễ có nghĩa là niềm tin của mình đối với Tam Bảo và sự mà cái lòng thành của mình đối với Phật không có. Mình đã giết chết ông Phật của mình. Mình giết chết ông Phật của mình phạm cái giới sát, mình tự giết chết lương tâm của mình, giết chết cái lời hứa của mình rồi đó quý Phật tử. Đạo tràng đã biết rồi, bác quan trai này là mấy giờ có mặt, đi trễ là phạm giới sát, giết chết thời gian của Phật. Sáng giờ ai đi trễ? Có ai đi trễ không? Người nào đi trễ phạm với trộm cắp, ăn trộm thời gian của đại chúng. Ăn mình đi trễ một phút điểm đầu người, mình ăn trộm bao nhiêu phút? Thí dụ như đạo tràng người ta đến đây là 70 người, mình từ 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 mình đi vô ăn trộm 70 phút thời gian của Phật mà thời gian của đại chúng. Thấy không? Phạm giới chưa? Đâu phải giới trộm cắp tức là móc túi người ta, không phải giới sát là cắt cổ người ta đâu. Mình tự giết chết mình tự ăn trộm công đức, ăn trộm thời gian của đại chúng. Phạm giới tà dâm chưa? Chữ tà là nghiêng một bên, tà là nghiêng về mà nghiêng về bóng tối. Cho nên tà dương là gì? Là mặt trời nghiêng về bóng tối. Nắng chiều tà là gì? Nắng nghiêng về bóng tối. Tà dâm là gì? Sự đam mê của mình nghiêng về bóng tối.
Ở đây tà dâm không phải rằng là chuyện nam nữ lộn xộn, không phải, cái chuyện đó nó thô lắm quý Phật tử à. Chuyện đó là chuyện Đức Phật dạy người ngoài đời, còn mình là người Phật tử, mình thọ bát quan trai, mình xét coi mình có tà dâm không. Mình đam mê mà đam mê nghiêng một chỗ, thí dụ như ngồi nghe pháp, lựa cái chỗ nào có quạt máy, đam mê là con của Phật rồi, ngồi bất cứ chỗ nào cũng là chỗ của Phật cả. Còn đằng này không có đâu, mình kiếm cái chỗ nào đặng có quạt nè cho nó mát, kiếm chỗ nào để dựa lưng. Ngồi ngoài ngồi mỏi quá, ngồi chỗ nào mà có vách tường dựa lưng cho nó đỡ mỏi. Quý Phật tử ơi, đam mê mà đam mê nghiêng về bóng đêm, nghiêng về cái xấu. Tại vì mình không phải là bông sen quý Phật tử à. Không biết mình là cái bông gì mà mình kiếm cái tường để mình ngồi mình tựa cho cái bông mình thẳng, hiểu không? Hồi nãy giờ nó sụm chưa? Bông sen trắng sụm xuống chưa? Mô Phật, hồi nãy giờ nó muốn sụm rồi. Nãy giờ tụi con gồng dữ lắm thầy ơi, nó muốn sụm rồi. Nói chung nhờ thầy nhắc cho nên quý Phật tử mới thẳng được chút đó. Đừng có sụm, mình gán, đừng có nuông chiều thói quen của mình nữa quý Phật tử. Những cái nhỏ đó chính là tu đó. Mỗi một lần nó hơi thụn xuống vậy, thẳng lên liền và tự nói với lòng mình, xưa tới giờ tao chiều mày hoài, bữa nay cấm không cho mày thụn nữa. Mình phải dạy nó, tức là mình vượt qua thói quen của mình, đó là tu. Có những cái chuyện rất là nhỏ mà mình không bao giờ mình tu được quý Phật tử, thì nói chuyện gì mà cái chuyện tu lớn được đây, phải không? Nhỏ nhất mình không tu được. Mình lên mình ăn cơm, cái món nào mà mình thích mình cứ xỉa vô hoài vậy đó. Bữa nay cấm không cho mày xỉa nữa. Như vậy mới tu đó quý Phật tử. Hồi xưa đó thầy nói kể cho quý Phật tử nghe, hồi lúc mà thầy còn nhỏ, tức là lúc còn sa di, lúc đó khoảng 16, 17 tuổi à, đi nhập hạ xong rồi lên quả đường ngồi quyền trù một mâm bốn người, bốn chú sa di vậy đó. Mà hồi xưa thích nấm rơm mà chiên rồi cái làm nước tương gừng đó quý Phật tử. Thích cái món đó dữ lắm luôn. Bữa nào mà ngay quyền trù chỗ mình ngồi đó mà không biết mấy cái cô hành đường bưng cái dĩa nấm rơm để nước tương gừng mà để phía bên kia là nó bực mình rồi. Nó bực mình ở trong bụng, xa quá gấp không kịp. Đảo lòng vòng không ai để ý, có bắt đầu đổi cái dĩa đồ xào qua bên đó, kéo cái dĩa nấm rơm qua bên đây. Xấu không? Quá xấu luôn. Rồi một lần đó tự nhiên rồi mình có cảm giác nó kỳ quá. Thầy cũng kéo cái dĩa nấm rơm lại phía bên mình, cầm cái bát ở trên tay vậy nè, cấm bữa nay không cho mày gấp một miếng nấm rơm nào luôn. Bữa nay tao chan nước tương, tao cho mày thèm luôn. Tự nói với lòng mình, tự rầy, tự la, tự phạt nó. Một lần đi quý Phật tử, nếu không mãi mãi mình cứ nuông chiều nó hoài thì cuối cùng rồi không gặp Phật. Có một chú cư sĩ phát nguyện ăn chay trường, ăn được 3 tháng rồi quý Phật tử. Cái tự dưng cái bữa đó kêu vợ vô, bà ơi sao kỳ quá, bữa nay sao tôi thèm bánh mì trứng gà ốp la quá trời luôn, tôi thèm mà tôi kìm không nổi luôn đó. Vợ thấy chồng mình ăn được 3 tháng rồi, thôi bây giờ thôi kệ đi, nó ngã mặn mà nó ngã mặn nhẹ mà, nó không ăn thịt gà mà ăn trứng gà nó cũng còn nhẹ. Mua cho một ổ bánh mì chiên 2 trứng với cái chai xì dầu đem vô. Rồi bà cũng vô trong phòng khách, bà ngồi có chồng bà ăn sao. Ông chồng xách cái ổ bánh mì, cái dĩa trứng ốp la, chai dầu, chai nước tương á quý Phật tử, đem ra toilet, mở toan cánh cửa toilet ra, trút 2 cái trứng gà vô trong cái lỗ toilet, xé bánh mì nhỏ nhỏ bỏ vô trong chổng, xịt nước tương vô. Rồi ông nói mày muốn ăn không? Chung xuống đó ăn, tao ăn chay. Mình phải rầy, mình phải dạy nó quý Phật tử à. Tất cả những thói quen đó ngày nào mình cũng nuông chiều nó hết. Mình nuông chiều theo ý của mình thôi. Thí dụ như hồi nào tới giờ mình vô trong đây nè, hòa thượng tin tưởng mình vô, mình tu lâu tu trước, hòa thượng giao cho mình trọng trách nặng nề, thí dụ như là chúng trưởng dẫn chúng gì đó. Cái thói quen của mình là gì? Ai mà lên mà không thông qua mình cái mình bực mình liền, hiểu không? Người nào mà ngồi trước mình cũng bực mình, không thông qua mình cũng bực mình nữa. Mình là dẫn chúng trong đây mà làm cái việc gì cũng không có xin phép mình, không hỏi mình. Cái chuyện đó là thói quen của mình. Quý Phật tử nên nhớ hòa thượng giao cho mình chức dẫn chúng là gì? Là phụng sự chúng sinh.
giao cho mình dẫn chúng, tức là làm cái gì, tôi dùng cái từ gì cho nó chính xác ta, giao cho mình cái chức dẫn chúng là giống như kiểu ưu sinh của chúng sinh. Mình làm dẫn chúng tức là mình làm ưu sinh đó, tức là tất cả đại chúng sai mình làm cái này, sai mình làm cái kia, mình phải làm hết. Chứ không phải dẫn chúng là leo lên trên ghế ngồi, mà không phải ngồi trên cao. Dẫn chúng là gì? Vui vui sao chúng sinh, còn lo làm trước chúng sinh, thì đó mới gọi là dẫn chúng chứ. Người nào mà dẫn chúng mà cái mặt mà nhìn trên nóc chùa không, mới mốt chúng dẫn đi luôn. Mình dẫn chúng mình phải làm sao nhìn xuống khiêm tốn, khiêm cung và khiêm hạ, thì như vậy mới có chất tu quý Phật tử à. Hiểu không? Lâu rồi quý Phật tử cứ để cho thời gian nó trôi qua. Tu là gì? Là vô trong đây. Tu là gì? Là ngồi trong đây. Tu là gì? Là mỗi tháng như thế này. Rồi phạm giới hoài luôn. Đâu phải phạm tướng giới đâu. Mình đâu còn ngồi ngoài chợ mình bán cá nữa đâu, mà mình phạm giới đánh dãy, cắt kỳ, cắt mang. Nhưng mà vào trong đây phạm giới sát như thường. Hiểu không quý Phật tử? Có phạm giới uống rượu không? Vô trong đây nè, ngồi nghe pháp mà ngủ gục là phạm giới uống rượu rồi. Giới thứ năm, không dùng chất say nghiện. Vô trong đây ngồi nghe pháp chứ phải rượu đâu, mà ngọn hồi xỉn liền. Ngồi cái bắt đầu lắc qua lắc lại, gục xuống gục lên, giống như là mấy ông xỉn vậy đó. Ở đây quý Phật tử ngồi, thầy nói là ngồi mới, giống như mới dài cốc chưa, mới phừng thôi, mà ngồi lâu đó quý Phật tử là xỉn liền. Thấy không, ngồi ngủ mà gục lên gục xuống vậy nè, quý Phật tử thấy mấy ông xỉn gụ nó đẹp không? Đẹp không? Ở ngoài đời đó nó xỉn gụ khác, còn tu ở trong đây nó xỉn khác. Ở ngoài đời không có tiền nó cũng xỉn được nữa quý Phật tử. Hai thằng vô trong quán kêu có hai xị rượu thôi, rồi có một cái đầu con gà với chén nước mắm ớt thôi, đâu có tiền mua mồi nhiều đâu. Rồi thằng này gót mời kia uống một cốc gì nè, lấy cái đầu con gà chấm nước mắm ớt, nút gì đó cái bỏ xuống. Rồi tới thằng kia, hai thằng làm nút qua nút lại, ngồi làm hết xị rưỡi luôn, cái bắt đầu quờ quảng gớt cái đầu gà xuống dưới đít bàn. Rồi nó mò xuống dưới đít bàn, nó chụp bắt đầu nó nhúng vô cái chén nước mắm. Mà trước khi nó nhúng vô chén nước mắm, nó hớp một miếng rượu, nó sát trùng cái đầu gà, nó phun một cái là bắt đầu nhúng vô nước mắm nút rồi nó bỏ xuống dĩa, thằng kia chụp cái nút. Nửa đêm vậy rồi gục tại bàn ngủ luôn. Tới sáng bà chủ quán đi ra thấy hai thằng quỷ nó còn nằm ở đây nó ngủ. Chàng ơi, cái đầu gà nằm ở dưới cái đít bàn á, còn cái trên bàn con cóc nó nút sao trắng nhách luôn. Nó thọt tay xuống rồi nó đâu có thấy đường đâu, nó mò cái con cóc mà nó tưởng cái đầu gà. Nó chụp lên nó hớp một miếng rượu nó phun vô mặt con cóc giảnh chân rồi. Nó nhúng đầu con cóc vô chén nước mắm mớt, quý Phật tử thấy rồi, nó chịu nổi không? Con cóc đâu có nhúc nhích nổi, rồi nó đưa vô họng nó nút, mà mạnh thằng nào nấy nút con cóc đen thui, mà nút tới con cóc nó trắng dờ. Ở ngoài đời đâu có đẹp đâu. Xỉn ở ngoài đời đó, quý Phật tử thấy không? Nó xỉn rượu ngoài đời xấu vô cùng. Còn ở trong đây mình tu mà mình xỉn nè, ví dụ như ngồi mà khoảng chừng một tiếng á, thì còn gượng gạo được, qua khỏi một tiếng là bắt đầu gục lên gục xuống. Tuổi trẻ thì ít gục, mấy bà già mấy ông già gục dữ lắm luôn. Tại vì đó 2/3 cuộc đời cúng dường cho ma cho quỷ nó xài rồi, bây giờ còn cái khoảng đời ngắn ngủi còn lại bắt đầu sợ quá rồi, đi chạy vô trong tỉnh xá, dạ con cúng dường cuộc đời còn lại của con cho Phật. Phải không, nó tàn dữ lắm rồi mới vô cúng cho Phật. Hồi đó nó sung mãn, nó thanh niên trai tráng không thèm cúng, mà tới chừng mà kêu bằng yếu dữ lắm rồi bắt đầu vô cúng cho Phật, không biết Phật xài sao đây nữa. Vô ngồi nghe pháp gục lên gục xuống vậy hoài vậy đó quý Phật tử. Người ta còn có răng, người ta ngủ, người ta có cái răng nó cản rồi, quý Phật tử ngủ đâu có sao đâu. Còn mấy ông cụ của mình đó là răng cỏ rụng hết rồi, mớm sợm vậy đó. Hai đội bóng đi vô nghỉ rồi, còn có mình ông trọng tài, ông đứng ở ngoài đây, cái găng cửa còn. Vậy đó mà hả họng ra ngủ. Chàng ơi, thế giới này là thế giới của Ngọc Thạnh, chứ không phải thế giới của riêng mình. Mà ngủ một hồi tưởng đâu là của mình, rồi ngủ thoải mái, nước miếng nó nhiễu dài xuống. Đẹp không? Đó là xỉn ở trong đạo đó. Đó là phạm giới thứ năm rồi quý Phật tử à. Vậy đó mà Hòa Thượng hỏi, con giữ giới thứ năm được không? Không uống rượu được không? Mô Phật, dạ được.
Tại vì quý Phật tử hiểu sai. Giới thứ năm quý Phật tử thấy tịnh xá Ngọc Thạnh đâu có bia, đâu có rượu đâu, phải không? Nhưng tâm của chúng ta vẫn còn say, tâm của chúng ta vẫn còn nghiện đó quý Phật tử à. Là phạm giới thứ năm rồi, làm sao mình phải răn đe nó? Mỗi lần mà nó ngủ giật mình thức dậy la nó liền: mày ngủ ở nhà chưa đã, sao mà mày vô đây mà mày còn gục lên gục xuống nữa, phải la nó. Không dám rầy nó một chút xíu nào hết, bởi vì mình thương nó quá, mình thương thân thể của mình thương cái tâm của mình nuông chiều thói quen của mình thái quá. Mà nuông chiều nhiều chừng nào quý Phật tử xa Phật nhiều chừng đó đó quý Phật tử à, hiểu không? Giới thứ sáu, tức là cái giới mà gọi là gì quý Phật tử? Giới mà không có giữ vàng bạc, quý Phật tử có giữ không? Không có đeo vàng bạc, không có trang điểm này kia, quý Phật tử có không? Bữa nay có không? Trời ơi, đàn ông, đàn bà, nam, nữ gì cũng có hết đó quý Phật tử ơi. Tất cả chúng ta đều phạm cái giới trang nghiêm, trang điểm cho mình dòng vàng, xuyến bạc đủ thứ hết. Ở đây nè quý Phật tử ơi, người nào mà người ta khen mà còn mừng, tức là đang bị phạm giới thứ sáu, đang trang nghiêm, đang đeo dòng vàng xuyến bạc cho mình đó. Mình ngồi mình tu mà mình còn thích mặc cái áo đẹp, mình tu mà mình còn đi tìm mấy giải đẹp để mình mai cái áo tràng, mình tu mà mình còn muốn đeo cái sâu chuỗi đẹp, quý Phật tử đang phạm giới thứ sáu rồi. Có ngồi trên giường cao không? Có thích đi ca nha, ca hát không? Có thích không? Mô Phật thích, mà tại vì sư ông ở đây không cho hát thôi, chứ tụi con thích, phải không? Quý Phật tử thích lắm. Người mà biết ca thì thích hát, người mà không biết hát thì thích nghe. Ai cũng thích hết quý Phật tử à. Ở đây kêu mình giữ giới có nghĩa là không có thích nghe nữa, không có thích hát nữa. Mà ở đây không phải là hát cái gì cũng bị cấm, đây là những lời hát du dương này kia, nó làm cho tâm của mình nó bị lủng củng. Còn mình hát nhạc đạo được, hiểu không quý Phật tử? Nhạc đạo là những lời mình mượn âm thanh, mình mượn cái lời ca tiếng nhạc để mình tải tất cả những lời dạy của Phật, hiểu không? Để cho người ta nghe, người ta thấm thía, người ta có thể quay đầu về. Cho nên mình ca, mình hát bằng nhạc đạo được, mình nghe được quý Phật tử. Có ngồi trên giường cao rộng lớn không? Đạo tràng nè, ông Tịnh Xá ngồi dưới gạch không thầy ơi? Đâu ngồi chỗ nào giường cao rộng lớn đâu. Nghĩa là mình đi chọn. Quý Phật tử ơi, cái tâm của mình đó, đây là gọi là giới tánh. Mình chỉ cần mình chọn cái chỗ ngồi, chọn cái chỗ nằm, chọn cái chỗ để ngồi ăn thôi, hiểu không? Là mình đã phạm vào trong cái chỗ nằm hay là ngồi trên giường cao rộng lớn rồi. Tức là ngồi trong lòng tham, đi trong lòng tham, đứng trong lòng tham của mình. Có ăn phi thời không? Đạo tràng mình có ăn phi thời không? Ăn phi thời có nghĩa là nghĩa đen của nó là không ăn chiều, phải không quý Phật tử? Sai rồi. Mình ăn sáng cũng là phi thời, có chừng ăn giờ ngọ cũng là phi thời. Ăn phi thời có nghĩa ăn mà không biết mình ăn, gọi là ăn phi thời. Như giờ ngọ mình ăn là mình ăn mà không có ngày ngồi chung với Phật. Ăn cơm phải ngồi chung với Phật, ăn mình biết mình đang ăn. Một miếng cơm để vào trong miệng mình nhai bao nhiêu lần, hiểu không quý Phật tử? Và mỗi lần ăn mình đều trân trọng hết miếng cơm thứ nhất. Con cảm ơn tất cả các bác nông dân chân lắm tay bùn đã tạo ra hạt lúa này cho con. Miếng thứ hai, con cảm ơn cha mẹ của con, người đã đi tìm, người đã đánh đổi từng giọt mồ hôi, giọt nước mắt để mang về cho anh chị em chúng con từng chén cơm ngon, từng tô canh ngọt. Miếng cơm thứ ba, con cảm ơn Hòa Thượng ân sư của con, người đã tạo ra môi trường cho chúng con tịnh hóa thân tâm. Ba miếng cơm mình đều cảm ơn hết quý Phật tử à. Ở đây thầy chưa nhắc tới quý Phật tử cảm ơn Phật. Mình cảm ơn người nông dân tạo ra hạt gạo, cảm ơn cha mẹ tìm ra hạt gạo, và cảm ơn thầy tổ ân sư của mình đã tặng cho chúng ta từng hạt gạo. Lên ngồi ăn có cảm ơn không? Mô Phật giả quên rồi. Cho nên mình ngồi ăn như vậy là phi thời rồi đó quý Phật tử. Mình không nhớ ai hết là phi thời. Mình ngồi mình ăn mà mình phân biệt từng món ăn. Tàu hũ ai chiên sao mà khét quá, canh ai nêm sao cứng quá, cơm ai nấu sao hơi sống sống. Quý Phật tử cứ phân biệt như vậy mãi là phi thời rồi.
hiểu không? Cho nên ăn cơm chánh ngọ có nghĩa là chơn chánh, đứng đắn và yên định, đó là chánh ngọ. Ngồi ăn cơm mà thân thể nhúc nhích, ngồi ăn cơm miệng nhai nghe sột sọt, ngồi ăn cơm mà rớt chiếc đũa, rớt chiếc muỗng, ngồi ăn cơm mà cái muỗng khua vô cái chén, ngồi nhai miếng dưa leo mà nghe rột rạc, quý Phật tử ơi, đó là ăn phi thời. Ăn phi thời là ăn mà hộp cơm dính trên môi, ăn phi thời là hộp cơm đổ xuống đất, gọi là ăn phi thời. Ăn cơm mà hộp cơm dính trên môi, đổ cơm xuống đất là ngồi ăn cơm chung với bà Thanh Đề. Bà Thanh Đề bốc cơm, cơm biến thành lửa. Bởi vì sao vậy? Ăn cơm đổ tháo tùm lum đó. Vậy thì cái giới đó mình có bị không? Coi chừng bị đó nghe quý Phật tử. Nhưng mà ở đây thầy muốn nhắc quý Phật tử, Hòa Thượng trao cho mình một chiếc xe, trao cho mình một cái tấm vé để mình đi về Phật. Không phải mình đón xe tại tịnh xá Ngọc Thạnh, mà quý Phật tử ơi, về nhà mình cũng phải đón xe nghe quý Phật tử. Mình bước chân mình về nhà mình rồi thì quý Phật tử phải suy nghĩ trong đầu, cái chỗ mà mình đang ở, ngôi nhà của mình là gì? Là tịnh xá Ngọc Thạnh được thu nhỏ lại, được không? Chứ đừng có bao giờ nói rằng là con vô Ngọc Thạnh sao mà tâm của con nó thanh thản nhẹ nhàng, bước chân về nhà sao nó nặng nề như địa ngục. Sai rồi. Bước chân về nhà thấy, thấy cái nhà của mình giống như tịnh xá Ngọc Thạnh được thu nhỏ lại. Thấy chồng, thấy vợ, thấy con, thấy cái là những huynh đệ, là những hảo bằng hữu của nhau. Hiểu không quý Phật tử? Chứ đừng có nhìn mặt nhau rồi thấy mà thấy ghét nhau hoài, không được. Tôi nói thiệt với chị, tôi với chị là bằng tuổi với nhau mà chị có phước hơn tôi. Chồng của chị nó đưa vô tới tịnh xá Ngọc Thạnh rồi nó vô nó tu với chị luôn. Còn chồng của tôi thiệt tình nó âm trì địa ngục dữ lắm. Tôi tu nó cũng cấm tôi nữa. Thấy không? Quý Phật tử thấy vậy không? Mình rủa chồng mình làm trì địa ngục là sai rồi. Đức Phật dạy mình lấy chúng ma làm bạn đạo, mà mình rủa người, người thân của mình là âm trì địa ngục, là quỷ là sai. Thầy chỉ cho quý Phật tử nè, có một cái cô Phật tử này cổ tu, cổ vô trong đạo tràng của tu Bát Quan Trai giống như mình vậy đó. Chồng nó nói tao không có muốn mày đi đó, đến đó tu nữa. Vợ nó nói thôi anh không muốn em tu thì em ở nhà vậy thôi, ở nhờ nhà lật kinh ra đọc. Tao không muốn mày đọc sùm, tao nghe chóng mặt quá. Trong nhà mày làm như có đám vậy đó, mày cứ tụng mày gõ hoài. Vợ nó nói thôi anh không cho em đọc lớn thì em nói chuyện thầm thầm với Phật, rồi mở kinh ra nói chuyện âm thầm, đọc trì kinh nhỏ nhỏ với Phật. Quý Phật tử ơi, thời gian dài 3 tháng sau, chồng mới nói sao kỳ vậy ta, hồi đó mỗi lần mà nói động nó muốn xé xác mình liền, sao bữa nay nó hiền dữ vậy ta, nhỏ này nó tu thiệt nè, thấy không? Rồi bắt đầu cái nó kêu vợ, nó nói em ơi tỉnh sáng Ngọc Thạnh nằm ở đâu. Vợ hỏi chi vậy anh? Tao đến đó tao kiếm sư ông tao quy y, thấy không? Cái đó là nhẫn ba la mật, là khả năng chịu đựng của mình để mình cảm hóa một con người, chứ không phải là chửi, cứ bằng là chửi, cứ bằng chửi ngang, chửi gọc, chửi như mà tát nước vô mặt người ta, như vậy làm sao độ được. Chồng của mình không phải âm trì địa ngục, chồng của mình không phải không có căn lành, mà mỗi lần mà nó cấm đoán như vậy, lòng của mình đứng lại và thầm nói với chính mình, lại mẹ Quan Thế Âm, chồng của con không phải không có căn lành, mà căn lành của chồng con chưa chín. Hiểu không? Mình là đã chín rồi, đã mùi rồi, cho nên mình mới đi đến chùa. Còn chồng mình cái trái nó chưa chín chưa mùi, cho nên nó chưa đến chùa được, chứ không phải nó không có căn lành. Hiểu không quý Phật tử? Cho nên đừng có chửi như vậy là sai rồi. Mình tu là như vậy đó, chứ không phải tu là mình cứ mặc áo mình vô trong đây đó, ai chửi mình là mình chửi lại là không được. Còn hỏi sao mà chị vô tu mà chị hung dữ quá vậy? Tôi nói thiệt với bà, đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Vô Phật tu lại gặp ma là tôi chém liền. Trời ơi chết rồi quý Phật tử ơi. Đâu phải, phải không? Tu là trong mọi hoàn cảnh, lúc nào mình cũng tu hết. Nhẫn là gì? Chịu. Ba la mật là gì? Đựng. Phải không? Nhẫn ba la mật là chịu đựng. Mà chịu là gì? Tức là người ta mang đến điều xấu, tâm của mình chịu, có nghĩa là hoan hỷ. Phải không? Ba la mật là gì? Là đựng. Trái tim của mình bao lớn thì mình đựng bấy nhiêu thôi. Phải không quý Phật tử? Trái tim mình nhỏ xíu à, cho nên mình đựng ít lắm, cho nên mình không đủ sức. Người ta nói nặng nói nhẹ mình đựng không được. Cho nên mình không phải là Phật Di Lặc. Bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ, lòng từ hay xả, xả những điều khó xả của thế gian. Phải không?
Cho nên quý Phật tử thấy lòng mẹ của mình bao la như cái gì? Lòng mẹ bao la như cái gì? Như biển Thái Bình. Bởi vì sao vậy? Mẹ mình chịu. Chịu có nghĩa là con nó chửi cũng cười, con nó có hiếu cũng cười, con nó làm khổ cũng cười. Quý Phật tử đừng có thấy mẹ mình khóc là đau khổ đâu. Mẹ mình là một thiên thần, mẹ mình là một bà tiên, dễ quên lắm. Nó mới chửi đó, ngồi khóc vậy đó, bắt đầu cái má cho con 50 ngàn đi, lấy cái khăn vừa lau nước mắt vừa móc tiền cho nó, dễ quên lắm. Phải không? Mẹ mình là một bà tiên hạnh phúc, là một người rất là dễ quên. Vì sao vậy? Vì mẹ mình có chữ chịu trong đó. Con đẹp xấu không cần thiết, giỏi dở không cần thiết, ngoan hiền hay là lì lợm không cần thiết, đều chịu hết, đều thương giống hệt nhau hết. Đó là chịu, phải không? Nhưng mà chịu như biển Thái Bình thì quý Phật tử thấy trái tim của mẹ mình lớn không? Còn mình ở đây chưa, quý Phật tử vào trong chùa này, mình chưa có chịu và chưa có đựng được. Trái tim của mình còn nhỏ quá, mình đựng chưa hết quý Phật tử à. Nội trong đạo tràng của mình có mấy huynh đệ thôi mà đựng không xong nữa. Ghét bà này, ghét bà kia, rồi liếc bà nọ hoài luôn, rồi làm sao đấy? Phải không? Mỗi một con người là một phần thân thể của Như Lai. Vậy đó mà giận cái tay trái, cái cầm cái tay mặt chặt vô cái tay trái, giận con mắt, móc con mắt, giận lỗ mũi, móc lỗ mũi. Quý Phật tử ơi, tất cả chúng ta là phần một phần thân thể của Phật. Ngồi trong đây rồi là phải làm sao chúng ta xích lại gần nhau, không đến với nhau bằng dấu chia, không đến với nhau bằng dấu trừ, mà tất cả chúng ta phải đến với nhau bằng một dấu cộng. Đạo tràng có thích mình đến với nhau bằng dấu cộng không? Xích lại. Thì như vậy chữ tu của chúng ta mới có giá trị. Còn chữ tu của mình mà mình bỏ dấu cộng là mãi mãi muôn đời không gặp Phật đâu. Bởi vì trên ngực của Phật có dấu cộng đó quý Phật tử. Chữ vạn là dấu cộng đó, hiểu không? Ở trên nóc nhà thờ cũng có dấu cộng nữa đó, cây thánh giá của Chúa Giê-xu. Nói chung tôn giáo nào cũng có dấu cộng hết đúng quý Phật tử à. Tại mình không biết thôi, phải không? Ở sau chiếc xe hoặc ở trước chiếc xe hồng thập tử nó có dấu cộng nữa đó. Dấu cộng màu đỏ là dấu cộng cấp cứu đó quý Phật tử à, phải không? Nó chạy sau lưng mình chạy trước, nó hú liền. Nó hú, cái tiếng hú nó là SOS, là cấp cứu. Nhưng mà cái tiếng đó là tiếng gọi của chiếc xe. SOS là tiếng gọi của chiếc xe, nhưng mà tiếng gọi của người nằm trong xe kìa. Quý Phật tử chạy chiếc xe Honda trước, chiếc xe hồng thập tự chạy sao? Nó réo lên, xin cho tôi 4 giây sự sống, xin cho tôi 4 giây sự sống, là tiếng gọi của người đang nằm trong chiếc xe đó. Quý Phật tử là người con Phật, là người mặc áo giới, mặc áo tràng lam. Quý Phật tử không thèm tránh vô lề, xe hồng thập tự cũng chẳng dám đụng quý Phật tử, hiểu không? Nhưng mà chúng ta đã trộm đi, chúng ta đã tước đoạt đi 4 giây sự sống của một người đang cần sống, hiểu không? Nó chạy nó thắng hoài, nó chậm hoài, nó chậm hoài, đưa vô bệnh viện, bác sĩ nói phải chi mà chạy đến đây sớm 1 phút, thằng bé này không chết. Tại nó né mình riết mà nó chậm 1 phút đó quý Phật tử. Chúng ta vô tình đã tước đoạt trên tay của thằng bé 4 giây của sự sống. Còn mình lách vào trong lề, quý Phật tử ơi, mình nói thầm liền, tôi xin cho anh, tôi xin cho chị, tôi xin cho bà, cho ông, cho những người nằm trong chiếc xe này 4 giây sự sống. Mình cúng dường đi, đó là từ thiện đó quý Phật tử, đó là phóng sanh đó. Chứ đâu phải đi ra chợ mua một đống cá liệng xuống sông, đâu phải lợi cái hồ người ta rồi bắt cá lên hết rồi thả xuống sông là phóng sanh đâu. Phóng sanh đó, người sắp chết 4 giây của sự sống. Không cần tiền quý Phật tử ơi, không cần thời gian, không cần tiền nhiều, chỉ cần chúng ta tấp chiếc xe vào trong lề, quý Phật tử đã phóng sanh rồi, hiểu không? Chứ không phải phóng sanh là cứ kéo nhau mà đi mua cá mà liệng xuống đùng đùng hết đó. Quý Phật tử ơi, người nào mà phóng sanh mà có cái hội phóng sanh, có cái chỗ phóng sanh, có thời gian phóng sanh nhất định, tức là mình chọn cái sông nào đó phóng sanh, rồi cái ngày rằm tháng mấy phóng sanh, là quý Phật tử ơi, mình đã viết cái bản cáo phó cho những con cá rồi đó, hiểu không? Ở rằm tháng 7 này rồi anh chị em mình kéo nhau tới cái bờ sông đó phóng sanh, thông báo cho tất cả mọi người nghe, tức là thông báo cho ma cho quỷ nghe luôn rồi, phải không? Đó, 7 giờ nghe, 8 giờ nghe thì 5, 6 giờ là nó bơi xuồng sẵn đó rồi. Đó, bắt đầu kéo ghe ra, cúng kiến này kia, đổ cá xuống ở đằng trước, ở đằng sau, nó bơi xuồng, nó chích điện, nổi bụng lên, nó bơi xuồng, chích điện, nổi bụng lên. Vậy thì mình viết bản cáo phó trước khi con cá chết, phải không? Vậy thì phóng sanh hay là sát sanh? Cho nên cái chuyện mà mình làm, mình tưởng chừng như Phật sự mà cuối cùng nó là ma sự. Bởi vì sao? Chúng ta làm mà chúng ta chưa nắm tay Phật, mà quý Phật tử chỉ nắm tay ma thôi. Nắm tay của ma không quý Phật tử à? Hiểu không?
Cho nên từ đây trở về sau, tất cả chúng ta phải tu. Có chữ tu là có tất cả. Phải hiểu rõ chữ tu, phải sống trong cái hồn của chữ tu mới được. Ở đây thầy xin nhắc lại một câu cuối cùng. Tu là thay đổi thói quen của mình. Tu là phải biết rầy, biết la cái thói quen của mình. Tu là không phải nuông chiều thôi theo thói quen của mình nữa. Quý Phật tử ở đạo tràng Tịnh Xá Ngọc Thạnh làm được không? Làm được không? Giờ này sao mà tự nhiên nó yếu dữ vậy? Mới có một tiếng rưỡi mà sao rồi mà nó... Thấy không? Thấy nó muốn mù mịt không quý Phật tử? Ở ngoài Bắc người ta đón mùa xuân thì bằng hoa đào. Ở miền Nam đón mùa xuân bằng hoa mai. Tịnh Xá Ngọc Thạnh đón mùa xuân bằng hoa gì? Hả? Hoa gì? Hoa sen, đúng rồi. Mà sen sao mà nãy giờ sao nó yếu dữ vậy? Không biết nữa. Nói chung đó là tất cả chúng ta đón mùa xuân bằng hoa bồ đề. Hiểu không quý Phật tử? Hoa bồ đề. Tại vì á, hoa sen là mùa hè, hoa mai là mùa xuân, hoa cúc là mùa thu. Còn mùa đông thì hoa nó tàn hết rồi. Thấy không? Cho nên đó, hoa khỏi mùa xuân hoa đào rụng, hoa khỏi mùa xuân hoa mai rụng, phải không? Nhưng mà hoa bồ đề không có rụng trong mấy mùa đó đâu. Cho nên là người con của Phật thì mãi mãi là hoa bồ đề nở trong bốn mùa xuân hạ thu đông luôn. Phải không? Tất cả chúng ta đang ngồi ở trong đây nè, hòa thượng mình đang ngồi ở đây là gốc bồ đề lớn. Hiểu không? Còn tất cả quý Phật tử ngồi trong đây, mỗi một cô, mỗi một chú, mỗi một bác là những đó hoa bồ đề trong cái cõi bồ đề này. Mới có 1 tiếng rưỡi mà bồ đề muốn khép nụ rồi. Mình phải nở hoài mới được quý Phật tử, qua bồ đề mãi nở chứ, phải không? Hồi sáng rồi quý Phật tử đến Tịnh Xá, hồi sáng hòa thượng có cho mình ăn gì không? Có cho ăn không? Mà quý Phật tử có ăn không? Sao nó mau héo vậy? Sáng vô cho ăn rồi mà bây giờ nó héo rồi. Đói bụng chưa? Dạ cái miệng con thì con nói chưa. Tại vì lâu lâu thầy xuống lần, không lẽ con nói con đói? Phải không? Lịch sự thôi. Chứ bây giờ là 10 giờ rưỡi rồi là nó muốn đói rồi. Mình đi tu lần nào cũng vậy. Mình cứ để cho cái đồng hồ sinh học của mình, mình cứ hẹn giờ trong đó. Phải bắt nó là phải vượt qua cái đồng hồ sinh học. Thí dụ như lên ngồi nghe Pháp chỉnh liền 1 tiếng rưỡi là thôi nha. Qua khỏi 1 tiếng rưỡi là ngủ gán chịu đó. Mình dặn cái đồng hồ chi vậy? Rồi ngồi đúng 1 tiếng rưỡi thì tỉnh đó. Mà qua khỏi 1 tiếng rưỡi rồi là bắt đầu ngặt nghẽo, rồi bắt đầu ngủ thôi. Chúng ta tu không phải làm việc ở trên trời, ta tu không phải làm việc thiệt là lớn lao, mà tu trong từng phút giây của mình đó quý Phật tử. Phải không? Giờ này đó quý Phật tử buồn ngủ chưa? Tất cả chúng ta đều buồn ngủ hết. Tại vì lịch sự không chịu nằm ngủ thôi, chứ là buồn ngủ hết rồi. Đạo tràng của mình buồn ngủ hết rồi. Đây là cái chuyện rất là đơn giản quý Phật tử. Cái tâm của mình là nó vọng động, cái tâm của mình là nó nhảy nhót lắm. Mà bây giờ bắt tất cả mọi người cứ ngồi yên một chỗ như vậy nè, là quý Phật tử ơi, ngồi là nó buồn ngủ liền. Thầy nói buồn ngủ thôi chứ đâu có nói ngủ đâu, phải không? Buồn dữ lắm luôn. Nó nặng con mắt, nó mệt rồi, nó muốn ngáp, nó muốn đủ điều hết. Mà mỗi lần cái miệng mình hả ra là con mắt mình nó muốn nhắm lại. Thấy không? Hồi nãy giờ có ai ngáp chưa? Mô Phật. Khi con ngáp đại, có khi con lấy cái tay con che cái miệng con ngáp. Có khi con ngáp mà con kìm đừng cho cái miệng con đừng hả ra, mà con mắt con nó chảy nước mắt luôn. Nó là cái bệnh muôn đời đó quý Phật tử. La nó liền, đừng có cho nó làm cái đó nữa. Mày ở nhà trước khi mày vô Tịnh Xá Ngọc Thạnh, mày ngồi mày ngáp cho đã đi. Còn vô trong Tịnh Xá Ngọc Thạnh ngồi nghe Pháp đừng có ngáp nữa con à. Phải không? Quy y rồi đọc cái pháp danh mình ra dạy nó mới được. Chứ còn mình cứ nuông chiều nó hoài là không được đâu. Cho nên hôm nay đó là năm đầu của Ất Mùi. Con dê ăn cỏ đó. Chữ Ất là cỏ, Mùi là dê. Con dê ăn cỏ. Hiểu không quý Phật tử? Là bình yên đó, là có lộc đó. Tu là năm nay là yên dữ lắm luôn. Giống như con dê đứng ăn cỏ, không ai chọc ghẹo hết đó. Con dê nó đứng thứ mấy trong 12 con giáp?
Quý Phật tử đếm thử coi tí sửu dần mẹo coi thứ mấy. Đếm lại coi tí sửu dần mẹo đứng thứ mấy. Đứng thứ 8 phải không? Có nghĩa là ăn no đừng có đi nhiều chuyện đó. Năm nay tu là ăn rồi đừng có đi nhiều chuyện. Tại vì con mùi là con dê, mà con dê là nó đứng hạng thứ 8 đó. Cho nên người ta thấy ai mà nói chuyện nhiều quá, người ta nói bà Tám. Mà tại sao gọi là bà Tám? Là cái miệng mình nó hình tròn vậy nè quý Phật tử. Mình nghe chuyện đằng Tây, mình qua đằng Đông, cái mình bẻ nó cong lại thành số 8 liền à. Chuyện ai mình cũng bẻ cong vòng, chuyện ai mình cũng bẻ cong vòng hết. Thấy không? Cho nên đó, ở trong đạo tràng của Hòa Thượng ở đây, ai bà Tám đâu giơ tay lên coi. Có không? Dạ mô Phật, đạo tràng của con đó, chẳng những có bà Tám nè, cô Tám, chị Tám nè, anh Tám nè, rồi em Tám, rồi có ông Tám nữa. Đạo tràng của mình đều Tám hết quý Phật tử. Tu cái miệng đi. Tất cả chúng ta sụp đổ công đức từ cái miệng hết đó quý Phật tử. Nhất ngôn phát xuất năng tổn bình sanh chi đức. Cho nên mình tu mà mình làm cho mất hết cái đức bình sanh của mình từ trong cái miệng hết. Tu dữ dằn lắm mà giận một cái rồi là quý Phật tử phung phí công đức của mình liền. Hiểu không? Bà nói sao chứ tôi thề với lòng tôi rồi, tôi không có lợi tỉnh xá của bà ni đó đâu. Một câu nói như vậy đã tổn hết công đức của mình rồi. Cho nên cố gắng nghe quý Phật tử. Năm mới rồi, mình làm cho tất cả con người của mình trở nên mới đi. 365 ngày của năm cũ, tất cả chúng ta dẫm lên tất cả những cái vui buồn lẫn lộn. Thì bây giờ đó, năm Giáp Ngọ đã trôi qua, quý Phật tử thấy những thói hư gì của mình, tật xấu gì của mình đó, thì mình hãy nhờ cái năm cũ đó để mình gửi gắm những thói hư tật xấu của mình cho năm cũ nó trở về quá khứ hết đi. Hiểu không? Để rồi năm Ất Mùi này, tất cả đôi chân của chúng ta bước chân vào trong 365 ngày dẫm lên đôi chân của Phật, để chúng ta đến với nhau, gần gũi với nhau bằng một nụ cười thân thương. Thầy cầu chúc cho đạo tràng Tịnh Xá Ngọc Thạnh của chúng ta một năm mới, tất cả nam nữ Phật tử của chúng ta đôi mắt luôn biết cười, nụ cười luôn biết nói, lời nói luôn biết thương, tình thương luôn biết đạo, và tâm đạo mãi mãi xích lại gần nhau. Thân ái kính chào toàn thể đạo tràng.